Bonsai Út Nguyễn xin chào tất cả mọi người đang xem kênh. Hôm nay mình có một số lô phôi hải châu biển giao lưu anh em. Tất cả các lô đồng giá là 300 một lô. Đây là lô số 1, một cây hoành rất là to. Một cụm rừng ba thân. Một cây dáng bonsai. Lô 1 là 300. Hiện tại mình có tất cả là 7 lô. 7 lô đều đồng giá là 300 một lô nha. Lô số 2. Một cây cụm rừng rất là đẹp. Tiếp theo là lô số 3. Lô số 3 có 3 cây. Lô số 4 là một lô cây rất là đặc biệt bởi vì có một cây lá rí. Thì hải châu biển lá rí này rất lá rất đẹp rồi. Một cây hai thân. Lô số 4 có tổng cộng là 4 cây. Trong đó có một cây lá rí. Lô số 5. Về cách thức trồng thì mình đã có clip hướng dẫn anh em trồng cây phôi hải châu. Công đoạn mà dâm ủ thì anh em có thể bỏ qua dâm ủ bởi vì lúc mà mình đóng hàng gửi đi thì mình đã ủ kỹ giữ ẩm cho đến khi anh em nhận thì tầm 3 đến 4 ngày, thì giống như là đã dâm ủ trước 4 ngày trước khi trồng nên không cần phải dâm ủ nữa. Anh em nhận cây thì có thể trồng liền. Khi mình đóng hàng gửi cây đi thì mình đã ủ bằng sơ dừa và giấy, ủ rất là kỹ. Anh em mà nhận cây thì mình sẽ làm sạch sơ dừa nha. Mình trồng 100% là cát, không nên giữ sơ dừa làm gì. Lô số 7 là 300 bao ship. Tất cả đồng giá. Đây là lô cuối cùng. Mình xin kết thúc video tại đây. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ.